xin chào tất cả các bạn. Mình là Bảo Ren đây. Còn mình là Minh Minh. Thì hôm nay mình phải chịu theo ý của Minh Minh. Đòi mình nặng nặc, tưởng qua tới giờ hoài luôn. Đòi đi spa cho bằng được, làm đẹp. Người đã đẹp rồi còn đòi đi làm đẹp quá trời. Thì em cũng đang chuẩn bị đi tiệc mà, cho nên là em muốn anh dẫn em tới một spa nào đó mà chăm sóc da vừa tốt mà giá cả cũng hợp lý một chút. À, anh cũng có nghe qua một quán Lily Spa nhiều rồi. Chủ yếu hôm nay anh dẫn em đi làm đẹp nè. Mà anh cũng muốn ké làm đẹp theo chứ bộ. Con trai cũng phải có trên sách. Vậy giờ cho em cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh trước. Không. Không có cảm ơn gì hết trơn á. Giờ thực tế là phải bao một chồi chẹp thiệt là bự luôn. Cảm ơn giờ xưa rồi. Ok, bây giờ chúng mình sẽ cùng trải nghiệm qua Lily Spa có gì đặc biệt nhé. Hãy theo chân mình đi các bạn. Let's go.
Ok, chúng mình cũng đã trải nghiệm qua hết rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé.